quý vị và các bạn, chiều tối nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trước đó, trong ngày hôm nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm tỉnh Atapu, một tỉnh ở Nam Lào là quê hương của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Chumali Sainyasorn và có biên giới giáp với tỉnh Kon Tum của Việt Nam. Trong thời gian ở Atapu, Chủ tịch nước đã đến thăm gia đình Tổng Bí thư Chủ tịch nước Chumali Sainyasorn, tiếp Bí thư, tỉnh trưởng tỉnh Atapu và đi thăm nông trường cao su cùng một số công trình hợp tác giữa hai nước. Tại buổi tiếp, Bí thư tỉnh trưởng tỉnh Atapu Khăm Phăn Phôm Mạ Thắt, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng những thành tích phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua, hoan nghênh và đánh giá cao sự hợp tác kinh tế giữa tỉnh Atapu với các địa phương của Việt Nam, đặc biệt là mô hình đầu tư và hỗ trợ an sinh xã hội của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan của cả Lào và Việt Nam sơ kết sự hợp tác này để có thể rút kinh nghiệm và nhân rộng sang các địa phương khác. Nhân chuyến thăm bệnh viện và trường học do Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai giúp tỉnh Atapu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng gợi ý tỉnh Atapu, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục hai nước nên trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau về mặt y bác sĩ cũng như giáo viên. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong tỉnh Atapu tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ để các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư tại tỉnh Atapu ngày một nhiều hơn, nhất là các lĩnh vực mà tỉnh có nhiều tiềm năng thế mạnh. Tham gia tích cực vào các hoạt động kỷ niệm của năm đoàn kết hữu nghị Việt-Lào 2012. Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Chumali Sainyasorn đã chứng kiến và tham dự lễ động thổ xây dựng sân bay quốc tế Atapu do Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai giúp đầu tư xây dựng. Tại lễ động thổ, Bí thư tỉnh trưởng Atapu Khăm Phăn Phôm Mạ Thắt đánh giá cao dự án này và chúc cho hợp tác đặc biệt Việt Nam-Lào cũng như hợp tác của Việt Nam với tỉnh Atapu không ngừng được tăng cường và tin rằng sân bay Atapu khi được hoàn thành sẽ là nhịp cầu nối liền, thông thương và tăng cường giao lưu giữa hai nước cũng như tại khu vực. Cuối buổi trưa nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự chiêu đãi của Bí thư tỉnh trưởng Atapu Khăm Phăn Phôm Mạ Thắt. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chumali Sainyasorn cùng dự tiệc và tiễn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang rời Atapu về Champasak. Chiều nay, lễ tiễn chính thức được tổ chức tại sân bay quốc tế Pak Xế, tỉnh Champasak, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nhà nước Việt Nam.